Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì sau một cái phiên giảm hôm qua thì hôm nay thị trường của chúng ta có một phiên phục hồi rất là tốt. Tuy nhiên anh chị cũng còn cần cải một tí, đó là về cái thanh khoản nó không không được cải thiện nhiều, đúng không ạ? Và thanh khoản như phiên hôm nay nó là giảm 25.98%. Thì sau những phiên phục hồi thì thường là thị trường về cái thanh khoản nó sụt giảm đó anh chị, chứ không phải lúc nào mà thị trường phục hồi nó cũng có thanh khoản phục là tốt đâu. Anh chị xem lại trong tất cả lịch sử như vậy thôi. Đấy, còn nếu như mà anh chị theo dõi kênh của mình thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là phiên hôm qua và sáng nay anh chị sẽ mua cổ phiếu dòng chứng khoán, nếu như đánh ngắn anh chị nhé, mình đang nói đánh ngắn. Đấy, thì tất nhiên vấn đề vận dụng là nó sẽ rất là phải sáng tạo, và anh chị phải có những cái kiến thức về kéo ngược và kiến thức về những cái mình chia sẻ ở video cuối tuần. Không biết là anh chị có vận dụng mua được hay không. Mình thì hôm qua mình cho nhóm khách hàng mua được VND SSI, đó là ở phiên hôm qua. Còn hôm nay thì khuyến nghị giá đỏ SSI, VND, HCM, CTS, VCI. Tuy nhiên thì chỉ mua được VND và HCM thôi, có giá đỏ. Còn lại là SSI là ở tham chiếu, CTS và VCI cũng ở tham chiếu, do đó không mua. Đấy. Thì lý do là bởi vì ở đánh ngắn thì thường không mua khi nó đổ lên đó anh chị. Đấy, thì đó là chiến lược mình đã trình bày ở video cuối tuần rồi. Đấy. Thì phiên hôm nay có thể nói là một phiên mà lấy lại những gì đã mất ở phiên hôm qua đối với thị trường chung á. Thì bây giờ chúng ta đi vào một số vấn đề, đó là cái quá trình phục hồi này thì có thể là nhiều khả năng là dòng chứng khoán đã qua cái điểm mua rồi anh chị nhé. Sau phiên hôm nay nữa thì có lẽ rằng là cái điểm mua với cơ hội đối với dòng chứng khoán thì đã hết rồi. Và anh chị bây giờ anh chị quan tâm, nếu như anh chị còn tiền, hoặc là anh chị còn đứng ngoài, thậm chí là đứng ngoài, hoặc là anh chị còn chất sử dụng margin vân vân á, hoặc là anh chị cần cơ cấu cổ phiếu tư yếu sang mạnh vân vân á, thì nếu như mà bỏ lỡ dòng chứng khoán thì anh chị sẽ tập trung vào dòng nào? Thì trong video hôm nay mình chia sẻ với anh chị ở một góc độ, đó là dòng mạnh 6 dòng chứng khoán. Tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ dòng chứng khoán ra rồi, bởi vì là nếu như anh chị không mua được ít nhất nửa là phiên hôm qua phiên hôm nay thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó thôi. Rồi, cơ hội từ đó sẽ không thiếu, đúng không ạ? Về cái vấn đề thị trường á, thì thực tế là như nhịp rủ như phiên hôm qua thì có thể là anh chị có thể phải bán, đúng không ạ? Có thể anh chị, một số anh chị vẫn bán. Tuy nhiên với quan điểm của mình thì mình đánh giá với dòng tiền, đánh giá với thị trường thì mình không theo một cái yếu tố kỹ thuật như dăm ba cái nến đến biểu đồ này đâu anh chị. Đấy, và về cái vấn đề thị trường thì mình đã nói với anh chị nhiều lần, đó là chúng ta nên đánh giá thị trường là ở góc độ là anh chị phải nhìn được những cổ phiếu. Ở đây chúng ta đơn thuần đang nói về thị trường á, chúng ta đang nói về tổng quan thị trường á, chứ đi sẵn vào cổ phiếu anh chị nhé. Thì muốn đánh giá thị trường chúng ta phải đánh giá cái dòng nào nó ảnh hưởng đến thị trường. Đấy, khi thị trường đi ngang nhưng cũng có những nhóm cổ phiếu nó vượt đỉnh, nó tăng rất là mạnh. Ví dụ vừa rồi là nhóm ngành chứng khoán, rồi là nhóm ngành có thể là một số nhóm ngành, ví dụ như là nhóm ngành thép cũng là vượt đỉnh rồi, một số cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái câu chuyện về dòng tiền của từng nhóm ngành. Còn tổng quan thị trường thì là anh chị muốn đánh giá thị trường đang trong một chu kỳ nào thì anh chị phải đánh giá trong ngân hàng thôi. Về vấn đề đó thì ở đầu tháng 9 thì mình cũng đã chia sẻ trong nhóm khách hàng của mình là gì nè, quá trình mặc dù là quá trình điều chỉnh này, nhưng mà bắt ở những vùng này nhưng lên vùng này thì khi đó là anh chị sẽ biết rồi, đó là khi đó là chưa những có những tín hiệu trong ngân hàng. Còn đối với dòng ngân hàng hiện tại thì chúng ta thấy đang đầu tháng 9, ở phiên ngày 4, ngày 5 tháng 9 á, đầu tháng 9 á, là nó đã có cái dòng tiền nhập cuộc. Đấy. Và khi có dòng tiền nhập cuộc thì chúng ta sẽ không đáng ngại về vấn đề thị trường. Ở chỗ là thị trường có điều chỉnh thì nó cũng sẽ không sâu. Và cả video gần đây mình đã chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi, về đó là về vấn đề dòng tiền và đánh giá thị trường. Còn đối với dòng chứng thì sau phiên hôm nay thì cũng đã mất hết cái cơ hội, nếu như mà anh chị chưa có hàng có thể là đã mất cơ hội. Còn đối với các cổ phiếu như nói tổng quan thì mình sẽ đi vào cụ thể phân tích chi tiết một số cổ phiếu trong một số nhóm ngành. Như theo quan điểm của mình thì có thể là sẽ là dòng bất động sản. Rồi cái dòng bất động sản thì hôm qua mình có làm video mình chia sẻ với anh chị đấy, tức là những cái tín hiệu có hai tiêu đề hôm qua mình chia sẻ. Đó là tín hiệu, những cái tín hiệu đó anh chị thấy rằng là nó đã dừng chỉnh. Thì hôm qua anh chị xem anh chị biết rồi. Là thứ nhất, thứ hai nữa đó là cái dòng bất động sản còn thơm thì hôm qua mình đã phân tích cho anh chị rồi. Tất nhiên thì sau phiên hôm nay thì mình sẽ trình bày lại anh chị một số ý nữa. Thì đó là về dòng thứ nhất, đó có thể đó là dòng bất động sản. Thứ hai là đối với nhóm ngành đầu tư công. Đấy, nhóm ngành đầu tư công. Và thứ ba nữa là nhóm ngành dầu khí. Thì chi tiết thì mình sẽ phân tích sau anh chị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đi vào cái phân tích thị trường.
Đầu tiên chúng ta đi ở góc độ khung độ nhỏ, thì ở khung độ nhỏ đấy thì hôm nay thì anh chị xem đây này, anh chị biết này, đấy, nhóm máy chứng khoán là gần như tìm hit anh chị nhé, nhóm máy chứng khoán tăng lên 6.88% này, đấy, gần như là tìm hit. Tiếp theo đó là các nhóm ngành tăng rất là mạnh, vật liệu xây dựng trong nó có thép này, rồi là bất động sản thì cũng tăng rất là tốt, đến 2% này. Nhưng cái nhóm ngành mà tăng trên 1% thì chúng ta thấy là có tới mấy ạ, có tới là 18 nhóm ngành tăng trên 1%, đấy. Có nhiều nhóm ngành tăng rất là mạnh, ví dụ nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành thép, rồi nhóm ngành bán lẻ đấy, tài chính khác vân vân, thì đó là những nhóm ngành mà nó hôm nay nó tăng rất là tốt đấy. Thì còn cả cái nhóm cổ phiếu mà nó tăng ảnh hưởng đến điểm số thị trường thì hôm nay chúng ta biết rồi, cả cổ phiếu là cũng không gì ngoài cổ phiếu dòng ngân hàng thôi, đúng không? Dòng ngân hàng và cả cổ phiếu của Vin, hôm nay có Vich và Vinhome quay trở lại đối với đa phục hồi. Và trong tiếp theo nữa là nhóm ngành chứng khoán này, đúng không ạ? Nhóm ngành chứng khoán và thép có Hòa Phát, thì đó là những cái nhóm ngành mà chúng ta thấy rằng là hôm nay nó có sự cải thiện đối với thị trường đấy. Và chúng ta quay trở lại đối với yếu tố phân tích kỹ thuật ở đấy á, thì ở chúng ta phân tích với chỉ số VN Index ấy, thì trên sàn HOSE thì chúng ta thấy rồi, cái video hôm qua mình nói với anh chị là nó có thể là có một nhịp để mà chúng ta nhìn cái tín hiệu dừng chỉnh á, thì khi khi nó có quá trình phục hồi lên phải khối lượng phải chứ là phải thường quá trình phục hồi nó khối lượng không lớn đấy, sau đó có khả năng test lại, anh chị thấy chưa? Thì ở quá trình phục hồi này nó có khả năng test lại, và cả cái thanh khoản ở cả cái ba cái nền cuối của khung chart 30 phút á, thì chúng ta nhìn thấy ở đấy là một cái, những cái phiên tăng rất là mạnh, đồng thời là khối lượng tăng rất là tốt đấy, đó là một cái tín hiệu. Tất nhiên sau những phiên hôm nay thì chúng ta khẳng định rằng là thị trường đã vẫn duy trì được cái xu thế tăng đấy, tuy nhiên nó có ví dụ phiên mai nó có quá trình test lại thì đó là yếu tố hết sức bình thường anh chị nhé. Và quan điểm của mình thì nó cũng có rất là nhiều kịch bản mới vẻ với nó sẽ rất là phức tạp, nhưng mà nó có thể anh chị ạ, nó có thể nó có thể cân bằng ở vùng này, vùng 1240 45 ở đây, tức là nó cân bằng bên này, và cái số lượng phiên ở bên này như này thì nó phải tương đương với số lượng phiên ở vùng này đấy, tức là sẽ có khoảng cả cái nền bên này á, thì nó phải tương đương bên này, đấy là một khả năng có thể xảy ra. Vì sao khả năng xảy ra? Bởi vì đấy, nếu như vậy á, thì nó sẽ hình thành cái mẫu hình vai đầu vai đấy. Và anh chị lưu ý cho mình là nếu như quả cái phiên tới mà nó tích lũy ở trên vùng 1240 trên nó như nhá, trên vùng này nó dao động bên này, và số lượng cái nền ở bên này nó tương đương bên này, và thì yêu cầu khối lượng bên này là nó phải nhỏ đấy, và biên độ nó phải chặt chẽ á. Tất nhiên cả cái nền đầu thì thường nó sẽ dao động lòng lẻo, nhưng mà càng cái cả cái nền phía sau thì nó sẽ chặt dần hơn và khối lượng nhỏ xuống, thì đấy là những cái tín hiệu mà nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai đấy, ở khung ở bên này đó là đây là nhỏ hơn anh chị ạ. Còn nếu như chúng ta xét thêm ở một góc độ lớn hơn á, ở một góc độ lớn hơn thì đấy sẽ là một cái vai như này, đấy sẽ là một cái vai, vai này là vai bên trái, và đấy sẽ là một cái đầu đấy, thì đấy sẽ là một cái vai bên phải, đúng không ạ? Đấy, cả quá trình này sẽ là cái vai bên phải. Thì quá trình tích lũy này thì nó nếu như vậy, nếu như quá trình này xảy ra thì thường nó sẽ có quá trình giảm tiếp, có thể là nó vẫn có một quá trình giảm về 1230 một lần nữa đấy, kiểu như vậy anh chị đấy, chứ không phải là nó đơn thuần là nó sẽ tích lũy được ngay trên này đấy. Còn kịch bản tích cực của nó sẽ tích lũy ngay trên 1240 ở một số phiên tương đương với quá trình này, thì khi đó như vậy thì nó sẽ cùng tương đương với lớn hơn, thì nó sẽ qua quá trình này đấy, thì đấy là một quá trình là vài hồ vài đấy. Thì khả năng anh chị và khả năng tư duy nhìn nhận của anh chị đến đâu thì anh chị xem thêm, nếu như anh chị chưa hiểu thì anh chị xem thêm, xem lại nhiều lần thì anh chị sẽ hiểu, anh chị sẽ nhìn nhận ra. Và khi anh chị nhìn nhận ra như vậy thì một quá trình lâu dài anh chị sẽ rất là dễ, trong quá trình mà anh chị nhìn qua anh chị đã biết nó thể hình thành cái màu hình nào, và anh chị có thể tiến đoán được có khả năng sẽ nó sẽ vận động như thế nào thì anh chị đấy. Đó là một cái về yếu tố khung độ nhỏ này, nó như vậy. Còn lên ngay luôn thì mình cho rằng là chưa, lên ngay luôn thì quan điểm mình là chưa, anh chị xác suất đó này không cao. Còn về khung độ chặt ngay ấy, thì nhìn ở đấy thì chỉ số VN Index của chúng ta đấy, mình cho to thêm anh chị thấy rồi, tức là chúng ta thấy rằng cái khối lượng ở bên bên này này, ở vùng 1240 bên này đấy, thì chúng ta thấy rằng là khối lượng nó vẫn còn lớn, chỉ có được những cái nét tích cực ở đấy ấy, là cái quá trình này gì này, cái quá trình phục hồi tăng này này đấy, thì anh chị thấy là cái khối lượng vùng này, cái khối lượng vùng quá trình phục hồi này anh chị thấy ở đây, và cái quá trình vừa rồi thị trường phục hồi ấy, là cái quá trình này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy một cái chúng ta so sánh được những tín hiệu tích cực, đó là khối lượng vùng này nó vẫn tương xứng đấy, nó vẫn tương xứng và thậm chí nó còn lớn hơn, chứ không phải là đơn thuần là nó nhỏ hơn bên này, nó cũng tương đương, nó cũng tương xứng bên này. Thì đấy là những tín hiệu nó tích cực để mình sau những phiên dù như hôm qua thì chúng ta có thể mua, nếu như anh chị hiểu được đấy, thì đó là về những cái yếu tố này, thì đó là yếu tố tích cực. Còn ở bây giờ thì thị trường sẽ như thế nào?
Vấn đề tiếp theo là bây giờ anh chị quan tâm đối với thị trường sẽ tiếp theo thì nó rất nhiều kịch bản để có thể về với, nhưng mà sau phiên này thì cũng có thể là phiên mai nó đã test lại, có thể phiên mai nó đã có một quá trình test lại, có thể là một phiên giảm điểm. Nhưng mà quá trình giảm điểm nó thì anh chị nên đánh giá xem thêm, cả anh chị lướt qua các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng anh chị xem thêm. Nhưng mà nhiều khả năng thì nó quá trình test lại không, nhưng mà quan điểm của mình thì nó sẽ tiếp tục là gì? Nó có quá trình dao động như thế này đấy, và dao động này khoảng 3-4 phiên nữa đấy, khoảng 3-4 phiên nữa thì khi đó mà có quá trình tăng chạy nước rút ở đây đấy, thì quá trình này nó sẽ hướng lên phía trên. Nhưng quá trình này xảy ra thì chúng ta xem thêm cả phiên tới, và khi đó thì chúng ta sẽ sau từng phiên thì mình sẽ làm những video mình chia sẻ thôi. Tất nhiên thì phiên mai thứ tư thì nhiều khả năng mình sẽ không làm video nếu không có gì đặc biệt. Còn sau phiên phục hồi này thì nhiều khả năng cũng không hẳn là phiên mai nó đã tăng đâu, và xác suất cao là phiên ngày mai sẽ là một phiên tẹt lại giảm điểm, thì đó là yếu tố bình thường anh chị nhé. Còn tổng quan thì rõ ràng là đó là về thị trường. Còn cổ phiếu á, còn cổ phiếu thì anh chị lưu ý rằng phiên mai thì rõ ràng còn có những nhóm ngành tăng, còn có những nhóm ngành giảm. Trong mỗi nhóm ngành cũng có cổ phiếu tăng, cổ phiếu giảm, đúng không ạ? Đó là những câu chuyện bình thường thôi. Còn đây bên nếu chúng ta xét ở khung độ lớn hơn là khung chart tuần, thì hôm chúng ta nhìn ở khung chart tuần thì anh chị thấy rồi, như hôm qua như nhá, như hôm qua nó chạm ngay đúng là nhận, nó như hôm qua nó chạm ngay đúng đường MA 100 của khung chart tuần và nó đóng cửa ngay bên đường MA 100. Hôm nay á, thì có những lúc là nó nhấn xuống, và nếu như nhấn xuống ở đấy thì anh chị thấy là lúc nhấn xuống của nó là đúng thủng MA 10, thủng MA 10 cụ thể là 1220.85 đấy. Và khi đó thì anh chị thấy rằng là như có thể tạo ra những cái tâm lý đó anh chị thấy là rất là buồn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đánh giá là như lúc này mình đã đánh giá về yếu tố dòng tiền rồi. Còn bây giờ vùng kháng cự bên này này, thị trường hiện tại ngoài kháng cự này anh chị nhé, ngoài kháng cự ngắn hạn ở đấy thì ở khung chặt tuần chúng ta thấy là nó còn có những kháng cự vùng này, và vùng kháng cự này là một vùng kháng cự cũng có thể nói là cũng rất là mạnh đấy. Do đó là thị trường cần có một quá trình tích lũy để mà có thể, nếu mà hướng lên đây luôn thì nó phải tiếp tục tích lũy rung lắc tiếp, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó tích lũy dưới đây càng lâu thì nó khả năng đều bứt phá vùng này sẽ tốt hơn đấy, thì đó là khung chặt lâu hơn thì chúng ta nhìn nhận như vậy. Còn bây giờ để khỏi mất thời gian của anh chị nữa thì chúng ta hãy lướt vào một số nhóm ngành đấy, một số nhóm ngành. Thì đầu tiên đối với nhóm ngành chứng khoán á, thì anh chị lưu ý cho mình là sau phiên hôm nay nữa thì có lẽ rằng là anh chị sẽ không còn điểm mua. Ở cái video cuối tuần mình chia sẻ thì mình đã nói anh chị rồi, đó là gì ạ? Mình có đưa ra một cái ý đó là gì, kỹ thuật đánh ngắn mình gọi là tuyệt chiêu đánh ngắn VND, SSI, VCI, HCM, SHS, ORS vân vân đấy. Thì những nội dung đó là anh chị mà muốn xem lại á, bây giờ cơ hội nó đã quá rồi. Nhưng mà anh chị muốn xem lại thì anh chị xem ở video cuối tuần của Rover rồi mình chia sẻ ở video cuối tuần. Còn bây giờ nếu mua như hôm nay á, hôm qua thì mình muốn mua, mình vẫn cho mua VND và SSI, mình mua hai con này. Đó là phiên hôm qua. Đấy, còn hôm nay thì mua cho mua nhiều nhưng mà chỉ mua được VND với HCM thôi. Đấy, bởi vì hai con này nó có giá đỏ. Đấy, còn chỉ có SSI và CTS và VCI thì mình cũng cho mua, nhưng mua giá đỏ thì là không có, mà chỉ nói là dừng giá tham chiếu. Lý do vì sao mua thì mình là anh chị đến vận dụng thêm cái kiến thức này nhỉ, tức là kiến thức kéo ngược, tức là cổ phiếu mà khi hôm qua thì rõ là anh chị vận dụng kiến thức ở video cuối tuần của mình, còn nếu như mua hôm nay á giá đỏ á, thì lý do vì sao là anh chị biết rồi, tức là nó chạm ở vùng giá MA 10, nó chạm ở vùng giá MA 10, và khi quan sát chạm ở vùng giá khung giá ở đường MA 10 và nó không giảm thêm được, và cái khối lượng ấy chúng ta thấy là nó rất là nhỏ, chúng ta thấy rất là nhỏ. Nếu như anh chị xem thêm khung chặt nhỏ, khung chặt dơ thì anh chị sẽ thấy điều này. Và nếu như anh chị mua khí giả khoảng thầm tháng chiều ngố kia đấy, tức là đây là một kỹ thuật mua gọi là mua kéo ngược đấy. Và mình nói thì cũng không phải nói đấy là anh chị, nếu như không phải nói trong nhóm khách hàng mình, anh chị sẽ cho rằng là mình sẽ chém gió, nhưng thực tế là mình hôm qua mình mua và sáng hôm nay mình mua giá đỏ, là lý do là nó như vậy, chứ không phải là chém gió đâu anh chị nhé, chứ không phải là hôm nay cổ phiếu nó tăng lên trần mà mình chém gió. Đấy, thì đấy là một kỹ thuật mà mình đã từng chia sẻ với anh chị rất là nhiều ở trong video của mình, đó là một kỹ thuật mua kéo ngược đấy, đó là đối với VND đấy. Còn cả phiên tới thì có thể nó giảm xuống, nó test line hay không thì chúng ta chờ thêm thôi, bởi vì bây giờ nó lên gặp ngay vùng kháng cự này thì cũng có thể là ví dụ như VND thì nó lên gặp vùng kháng cự này, nó có thể có quá trình tích lũy thêm một số phiên đấy. Nhưng mức điểm mua thì đó chúng ta lưu ý là thị trường và cổ phiếu đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán nó là lên khá nhiều, do đó là khả năng để mà mua thêm á, thì mình cho rằng là để chờ thêm anh chị xem thêm cả phiên tới như thế nào. Còn nếu như chưa có hàng thì mình cho rằng là điểm mua sẽ là không còn nhiều. Tiếp theo là SSI, tương tự như VND đấy, nó chạm mình xóa cái này là mình chia sẻ ở video cuối tuần rồi anh chị biết rồi này đấy. Nhưng mà anh chị thấy rằng hôm nay nó chạm ngay MA 10 đấy, hôm nay chạm MA 10 đấy, và chúng ta thấy là khi chạm MA 10 khối lượng rất là nhỏ, và nếu như anh chị tính là anh chị vẫn mua khi nó kéo ngược là vẫn ok, thậm chí là nó bứt khỏi vùng đỉnh này anh chị mua vẫn ok
Đấy, tất nhiên đi. À, đó là những cái kiến thức đó thì và những khả năng đó thì đó nó phải trong phiến là gì nhá. Còn bây giờ mình mà vẽ vời lên trên này nhiều thì đó sản xuất nó sẽ là đến chỉ thành công á, là nó sẽ thường là nó sẽ rất là khó để thành công. Đấy. Còn ví dụ cả phiến tới nó cũng có thể là có thành tích lũy tiếp theo, mình là ví dụ những cả phiến tới nó cũng có thể là có thành tích lũy tiếp chứ không hẳn là nó đã lên hẳn luôn. Đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý như vậy. Nhà HCB hôm nay đẹp này. Nói chung là đối với dòng chứng khoán mua hôm qua hôm nay á, sáng nay khi giá đỏ thì có thể nói là ok. Tất nhiên thì khả năng vận dụng và khả năng mua thì rõ ràng nó không không nhiều đối với khách hàng và anh chị, nếu như anh chị cũng không nhiều kinh nghiệm đấy thì đó là đối với dòng chứng khoán. Và mình cho rằng là dòng chứng khoán thì khả năng cao sẽ mất hết cái điểm mua rồi, quá hết cái điểm mua rồi 6 phiên hôm nay. Còn dòng tiếp theo nữa là dòng ngân hàng thì anh chị lưu ý cho mình là anh chị đối với đó nhóm khách hàng của mình thì mình còn có nói là nếu như anh chị mà tham gia đối với nhóm ngành ngân hàng thì anh chị tham gia với một cái tỷ lệ nó nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì nhóm ngành ngân hàng là nó vốn hóa rất là lớn và nó rất là khó để lên, nó lên nó chậm. Cho nên chúng ta thường lên chọn những cổ phiếu nó nhóm nào nhẹ nhẹ nhẹ, ví dụ như nhóm mà chứng khoán hoặc nhóm thép hoặc là nhóm đầu tư công vân vân hoặc bán lẻ kiểu như vậy thì nó chúng ta thể anh những cổ phiếu nó nhẹ nhẹ hơn thì nó lên nhanh hơn. Còn nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích đối với ở thị trường chung thôi. Tất cả cổ phiếu như Vietcombank, VPBank, VIB, Techcombank, yếu tố nó làm nó xuất hiện dòng tiền ở đấy thôi để chúng ta đánh giá với cái thị trường thôi anh chị nhé. Đấy, còn BIDV cũng khá đẹp đấy đúng không ạ, như thế này. Nhưng mà bọn này lên là hiện tại chưa có những tín hiệu nó lên đâu, nhưng mà hiện tại là tín hiệu một cái là những cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng nó đỏ tiền vào, đó là một cái yếu tố chúng ta thấy rồi, mình đã chia sẻ rồi đúng không ạ. Còn tiếp theo nữa là nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép thì như hoa sen chẳng hạn thì nó còn có một cái gạp trước đấy nhìn này, nó có một cái gạp trước ở đây. Chính vì vậy mà vừa rồi mà như hoa sen nó lại còn dính cái gạp này, tức là có một khoảng trống nhảy giá đấy mà lương kẹt hàng ở đấy. Về mặt tâm lý có thể là những nhà đầu tư ở đấy có thể họ còn cầm ở đấy thì mình cho rằng là sẽ không cao nữa. Về cơ bản là mình cho rằng là sẽ không, nhưng mà đấy là yếu tố tâm lý. Chính vì vậy mà nó thị trường điều chỉnh, nó có thể rung lắc điều chỉnh thêm cân bằng thêm đấy thôi. Còn như hôm nay thì ví dụ trong thẹp là đối với một số anh chị mà chưa có hàng đối với mình thì khi giá đỏ đấy là mình cho mua. Đấy, giá đỏ như hôm nay thẹp về hoa sen, hoa phát, nam kim là mua khi giá đỏ hết. Đấy, tất nhiên thì ông cũng có người mua người không, người thích chứng khoán hay người thích ngân hàng hay người thích thép hay người thích dầu vân vân. Đấy, nó rất là đa dạng, nhưng mà mình thì khuyến nghị những cổ phiếu này là mình khuyến nghị khi giá đỏ nếu như chưa có hàng là mua được. Đấy, hoạt HSG, HPG, NKG như vậy là hôm nay là có giá đỏ là mua ok được. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ được một cái lợi nhuận là khoảng hơn 3% trong ngay một phiên. Đó không phải là cái chúng ta khoe khoang gì cả, nhưng mà đó là những cái mà chúng ta có một cái vị thế và có một cái lợi thế với cái thời gian với tế nó ổn nếu như chưa có hàng đúng không ạ. Thì đó là đối trong thẻ thì khả năng sẽ vẫn còn những cái điểm đánh chìm mua thêm, nhưng mà sau phiên như phiên hôm nay thì nếu mua giá đỏ thì vẫn khá ổn đấy. Nhưng trong thẻ dòng chứng khoán là nó thể ok hơn. Đó là đối với dòng tiếp theo nữa là cái dòng mà mình cho rằng là anh chị nên tập trung vào thời gian tới. Và hôm qua video mình có chia sẻ với anh chị đó là dòng bất động sản con thớm á. Thì bây giờ chúng ta đi vào một số cổ phiếu, mình phân tích một số cổ phiếu cái cách thức giao dịch cho anh chị ạ. Cái cách thức để chúng ta phân tích thôi, còn mà mình không phân tích hết. Mình lấy một con DG, mình có nói anh chị là khi mà nó thủng MA20, hôm qua mình nói là bây giờ là cái này chúng ta thấy chưa? Khi nó thủng MA20 nó kéo ngược khối lượng vào nhỏ, thấy chưa ạ? Nhưng hôm nay là nó đạt anh chị này, nó đạt. Thì nó nếu như anh chị mua thì anh chị mua như hôm nay vẫn được. Đấy, thậm chí là anh chị mua ATC. Nhưng mà anh chị lưu ý rằng là vì sao hôm qua mình đã phân tích anh chị lấy cái biến đồ từ đấy đến đây này. Và biến đồ từ đấy đến đây là anh chị thấy rằng là nó đã thu hẹp cái biến đồ chưa ạ? Đúng không ạ? Và anh chị thấy rằng là cái quá trình này nó phải chặt chẽ hơn chưa? Và khối lượng như đạp xuống kéo lên nhưng mà thủng MA20 kéo lên những khối lượng phải nhỏ thì như hôm nay nó khá đạt. Tất nhiên là đấy là một cái điểm mà anh chị có thể mua. Đấy, nhưng mà mua như vậy hôm nay thì có thể là chưa hẳn đã thành công. Anh chị lưu ý rằng là thị trường chứng khoán thì chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Đấy, nếu như anh chị mà mới đầu tư thì anh chị có thể là để lại bình luận này kia, nhưng mà nếu như anh chị tham gia nhiều thì anh chị sẽ biết điều đó đúng không ạ. Ví dụ phiên mai nó có thể kéo lên một tí, hoặc là thậm chí phiên mai nó đã tẹt rồi. Và cái cách thức của nó là ví dụ phiên mai nó phục hồi thì kể nó, anh chị mà không mua phiên hôm nay thì phiên mai nó tăng hay giảm kể nó. Đấy, thường là nó sẽ phục hồi một phiên mai nữa, tăng không nhiều, nhưng mà sau đó cả phiên nó sẽ có quá trình tẹt lại hai phiên. Thường là nó sẽ có quá trình tẹt lại hai phiên anh chị. Tẹt lại hai phiên là gì? Tẹt lại hai phiên mà khối lượng nhỏ á, nó giảm cái gì nhá, biến đồ nó nhỏ và khối lượng nhỏ. Đấy, thì anh chị mua hai phiên đó là ok. Đấy, và sau đó nó sẽ có một phiên bứt đỉnh. À, nếu như có quá trình bứt đỉnh á thì anh chị mua khi nó bứt đỉnh vượt giá 30, anh chị khối lượng lớn anh chị tham gia cũng được.
Đấy. Nhưng anh chị lưu ý cho mình rằng đấy chúng ta đang nói theo chiều thuận, tức là những cái mà nó tích cực, còn những cái xấu chúng ta chưa tiến lên. Ví dụ nó đi ngang này nó oẳng một phát thì chúng ta chưa biết được nó về tẹt lại vùng đáy này thế sao, đúng không ạ? Đấy, do đó là những cái này là chúng ta đang nói theo những cái kịch bản tích cực. Đấy, anh chị lưu ý, do đó nó phải đạt những cái điều kiện, nó muốn thơm thì nó phải kéo lên như phiên mai. Không mua phiên hôm nay thì phiên mai tăng là kệ nó, còn nếu phiên mai nó giảm, anh chị kệ nó, giảm một khối lượng mỗi một phiên giảm anh chị chưa vội. Và anh chị thường chơi phải hai phiên, thường có hai thương, mình nói xin nhắc lại anh chị là thương hai phiên. Đấy, và nó sẽ tiếp tục thu hẹp biên độ này. Cái biên độ này hiện tại hôm qua mình có chia sẻ anh chị rồi, cái biên độ này hiện tại là chúng ta tính xem là từ đây đến đấy là anh chị xem được là mấy phần trăm. Đáng 8% anh chị nhá. Đáng 8% thì thương nó phải có 3 hoặc 2% nữa, tức là nó phải có một lần như thế này nữa thì nó mới lên. Thương nó nói như vậy. Đấy, hiện tại đang còn 8% thì hiện còn khoảng có một lần thu hẹp biên độ nữa. Do đó là anh chị mà chưa có hàng, hoặc là anh chị thậm chí anh chị có tiền, hoặc anh chị mà chưa sử dụng margin á, thì mình cho rằng là những cổ phiếu trong bất động sản, ví dụ DIG, đó là một cái ví dụ điển hình anh chị nên cân nhắc. Rồi ví dụ tương tự như đối với đất xanh, cái cách thức vận động như vậy thôi. À, khi mà nó rụt chân cái phiên ngay này anh chị này, phiên ngay 5 tháng 9 đó, là mình còn nói nhóm khách hàng mình nói anh chị đó, khi mà rụt chân khối lượng lớn là nó sẽ hỏng. Nó có phục hồi lên thì nó tốt nhất đó. Đấy, anh chị theo dõi thường xuyên anh chị biết nó sẽ cân bằng trên vùng này thôi. Còn mà sao nó tẹt lại cũng đẩy anh chị thế này. Như hôm nay là khá đạt này. Như hôm nay vì sao khá đạt? Bởi vì nó kéo lên phải khối lượng nhỏ anh chị này. Đấy, thì cả phiên tới, phiên mai nó tăng cái nó. Nhưng mà cả phiên tới mà nó ví dụ là tẹt lại giống như lúc này mình phân tích đối với DG thì nó là khá ổn anh chị nhá. Hôm nay ví dụ Novaland cũng khá ổn này. Đấy, kéo lên khối lượng nhỏ này, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị chơi thêm, anh chị tính cái biên độ này. Anh chị tính cái biên độ này, anh chị chờ khi nào cái biên độ nó khoảng 3-2%. Đấy, nó dưới 3%. Đấy, và khối lượng nhỏ, biến độ nhỏ, đấy thì anh chị có thể cân nhắc được. Đấy, đó là những cái này anh chị nên rèn luyện, đúng không ạ? Rồi hôm nay phá đạt khá tốt này, phá đạt đã vượt cái vùng đỉnh này rồi. Đấy, vượt đỉnh khối lượng lớn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị thấy rằng cái biến độ anh chị phải tính quá đến nay này, đến đấy có phải như vậy không? Đấy, thì nếu như phá đạt thì anh chị có thể mua hôm nay vẫn ok. Đấy, thì đó là về phá đạt. Và riêng phá đạt nếu như mua hôm nay thì đấy là một kỹ thuật mua, gọi là mua kéo ngược. Đấy, cái này mình đã từng chia sẻ anh chị nhiều rồi. Thì đó là về dòng bất động sản thì anh chị lưu ý như vậy. À, dòng tiếp theo là dòng xây dựng đầu tư công anh chị, xây dựng và đầu tư công. Trong ngày hôm nay có con KSB anh chị hết sức lưu ý giùm mình. À, con KSB thì hiện tại chúng ta thấy rằng là nó đang ở vùng ngay đỉnh trước ngắn hạn ở đây. Và nó đã có quá trình lên ở đây thì chúng ta thấy rằng nó lên đây nó không có quá trình đấy tạo nên ở phía dưới. Nếu như cả phiên tới mà nó cân bằng lên đây. Đấy, cân bằng ở đấy á thì hoặc là test lại và khối lượng nhỏ thì anh chị có thể tham gia mua được. Anh chị lưu ý rằng đó là quan điểm của mình nha anh chị nhé, anh chị hết sức chú ý. Còn một cái trường hợp nữa, nếu như nó tăng mạnh khối lượng lớn này thì anh chị vẫn mua và đủ. Đấy, nếu anh chị chưa muốn thích những cổ phiếu như thế này thì nếu tăng mạnh vượt khỏi vùng đỉnh này khối lượng lớn anh chị đủ. Đấy, thì đó là những cái chiến lược mà nó thể tùy vào những cách thức vận động, nó theo cách thức nào để anh chị có những chiến lược, đúng không ạ? Nhưng mà khối lượng như hôm nay thì thường là nó sẽ tích lũy lại. Thường là theo quan điểm mình là thường khối lượng nhỏ như thế này thì thường nó có định tích lũy lại anh chị nhé. Đấy, thì ngoài ra cả cổ phiếu khác ví dụ như PC1 này. Đấy, nó vượt đỉnh nó test lại. Đấy, thì hôm khối lượng như thế này các phiên tới nếu như nó test lại thì đó là những cơ hội anh chị có thể cân nhắc. Rồi trong nhóm này liên quan nhóm mình xây dựng thì ví dụ FCN này. Đúng không ạ? FCN các phiên tới nó tiếp tục test á thì anh chị cân nhắc. Tương tự như lúc này đối với mình phân tích rồi con KSB. Rồi là ví dụ như LCG này. Đấy, LCG thì đang gặp ngay vùng đỉnh trước và khi nó tích lũy lại thì nó đang biến phải nhỏ, biến đồ phải nhỏ nó test lại, nếu test lại biến đồ phải nhỏ khối lượng nhỏ, đúng không ạ? Rồi là ví dụ như vậy. À, VCG, CTD này, rồi là FCN, CII này, đấy, vân vân, rất nhiều cổ phiếu trong nhóm ngành xây dựng anh chị nên chú ý. Ngoài ra còn có cổ phiếu như nhóm ngành dầu khí nữa anh chị ạ. Nhưng mà dầu thì nó hơi khó đánh, nhưng mà vì như PVS hôm nay giá đỏ mình vẫn múc, đấy, mình múc khi giá đỏ, đấy, đạp xuống MA20 thùng MA20 khối lượng lớn thì kéo lên khối lượng nhỏ, nhưng mà mình mua khi giá đỏ, mình cho khách hàng mua con này khi giá đỏ. Mình chọn hai con là PVD và PVS. Đấy, hôm nay mua khi giá đỏ luôn. Đấy, thì hiện tại thì mình dùng trong một phiên thì thường những cổ phiếu mà có điểm mua thì mình khuyến nghị nhiều nhóm ở vùng giá nào. Tuy nhiên thì tùy vào khẩu vị và tùy vào cách thức và những nhà đầu tư thích những nhóm nào để có lựa chọn thôi. Đấy, thế đó là đối với nhóm ngành dầu khí là một trong những nhóm ngành anh chị hết sức chú ý. Đúng không ạ? Cũng rất nhiều nhóm ngành nhưng mà không rõ yếu tố thời gian nữa, do đó là mình xin phép dừng tại đây. Nếu như anh chị mà xem video của mình mà anh chị chưa đăng ký kênh á, thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và cho mình một like nếu anh chị thấy những nhận định phân tích của mình mà phù hợp và nó có ý nghĩa, thì anh chị nhớ cho mình một like.
Thì hy vọng là những phân tích nhận định của mình sẽ góp ích cho anh chị trong quá trình đầu tư. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.